lực lượng cứu hộ đã phải sử dụng trực thăng quân sự để giải cứu người dân bị mắc kẹt tại những ngôi làng ngập trong nước lũ và bùn đất tới 2 mét. Hàng trăm người được cho là đang mắc kẹt trong những ngôi làng bị cô lập và chia cắt do mưa lũ và sạt lở đất. Nhiều trẻ em, người cao tuổi và người ốm yếu đã được đưa đến nơi tạm trú tại một địa điểm ở thành phố Kadisa. Nước lũ dâng cao và nó đã khiến toàn bộ máy móc của tôi bị hỏng nặng. Vậy ai sẽ đền bù cho tôi? Chính quyền ư? Đương nhiên là không rồi. Toàn bộ nhà cửa của tôi đều ngập sâu trong nước. Chúng tôi không có điện, không có nước và giờ chúng tôi không biết nên làm gì nữa. Cùng ngày, nhà chức trách đã ban bố lệnh sơ tán tại 4 khu vực gần thành phố Larissa, đồng thời gửi cảnh báo tới điện thoại di động của người dân trong khu vực về việc sông Pienos đã bị vỡ đê. Nhiều khu vực ở Larissa, một trong những thành phố lớn nhất Hy Lạp, đã bắt đầu bị ngập lụt. Thủ tướng Hy Lạp Kyriakos Mitsotakis đã phải hoãn bài phát biểu kinh tế thường niên dự kiến vào cuối tuần này. Thay vào đó, ông thị sát các khu vực bị ảnh hưởng nghiêm trọng của mưa lũ.